Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Hàng trăm người tham gia cưỡng chế bệnh viện Anh Minh chi phí hơn 800 triệu đồng. Kính thưa quý vị, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bệnh viện Anh Minh. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện Đa khoa Anh Minh, trước đây là bệnh viện Vũ Anh, tại số 15-16 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Theo đó, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng thi hành án, công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương tập trung từ sáng sớm để chuẩn bị công tác cưỡng chế. Sau khi chấp hành viên tống đạt các quy định liên quan cho đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện Đa khoa Anh Minh, các lực lượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Phía công ty này chấp hành việc thi hành án, dự kiến việc thi hành án kéo dài trong 2 ngày. Như thông báo trước đó, biện pháp cưỡng chế thi hành án hôm nay nhằm trục xuất, di rời toàn bộ người và tài sản ra khỏi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bệnh viện Anh Minh để giao cho người mua được tài sản bán đấu giá là công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát. Kinh phí cưỡng chế dự trù mà người phải thi hành án phải chịu là hơn 800 triệu đồng. Trước đó, Cục Thi hành án thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tổ chức thi hành bản án kinh doanh thương mại của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và quyết định thi hành án của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố về các khoản, buộc ông Vũ Hải Anh thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát tổng cộng số tiền hơn 238 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 83,7 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn là 3,7 tỷ đồng và nợ lãi quá hạn là 150,6 tỷ đồng. Trường hợp ông Hải Anh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền nêu trên, công ty Việt Nam Thịnh Phát được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mại tài sản bao gồm toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn liền với đất của Bệnh viện Anh Minh tại địa chỉ số 15-16 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, toàn bộ phần vốn góp của ông Vũ Hải Anh và ông Vũ Hải Minh Anh trong Bệnh viện Anh Minh. Ngày 3 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Bệnh viện Anh Minh. Người trúng đấu giá là công ty Việt Nam Thịnh Phát, giá trị trúng đấu giá là 440,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bệnh viện Anh Minh không tự nguyện giao lại tài sản theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, nên đơn vị này đã quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế như trên. Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan hỏi Bộ Y tế bao giờ có vaccine tiêm chủng, lo trẻ em phải trả giá vì sự đùn đẩy. Kính thưa quý vị, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị chính phủ, đặc biệt là Bộ Y tế có câu trả lời là đến chừng nào chúng ta sẽ đảm bảo được vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo bà, nếu như cứ đẩy qua đẩy lại, người phải trả giá chính là trẻ em. Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính phủ, Bộ Y tế có câu trả lời một số vấn đề liên quan trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe nhân dân, đó là bao giờ thì đảm bảo được vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vì mặc dù có chỉ đạo quyết liệt từ Phó Thủ tướng trong việc Bộ Y tế phải lấy lại vai trò của mình và phải tiến hành đấu thầu, đàm phán, chủ động, chứ không đẩy trách nhiệm về phía địa phương với lý do là Bộ Tài chính chuyển nguồn. Trong quá trình cứ đẩy qua đẩy lại như thế này thì người phải trả giá chính là trẻ em của chúng ta. Nữ đại biểu nhấn mạnh, hậu quả sẽ hết sức nặng nề nếu như vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chậm trễ. Chậm ngày nào là chết ngày đó, đề nghị có trả lời rành rọt dứt khoát vấn đề này. Đề cập đến vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế ở cơ sở điều trị, dù chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt, thể hiện ở một số nghị định, nghị quyết, bà Lan đề nghị khẩn trương làm rõ, tới nay ngành y tế đã có hay chưa những sơ kết, tổng kết ban đầu để thấy được những cái nào có ích, những cái nào thực sự tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình mua sắm thuốc và trang thiết bị để có thể luật hóa, để chúng ta không rơi vào tình trạng năm nào cũng thiếu. Không lẽ lúc nào Thủ tướng cũng phải ra nghị quyết? Vấn đề tiếp theo được vị đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đề cập đó là khi đã thiếu thuốc, trang thiết bị thì có tình trạng nhiều bệnh nhân đến bệnh viện phải tự đi mua thuốc, phải tự đi chụp chiếu ở các cơ sở tư nhân và phải tự đi mua vật tư y tế. Tôi xin hỏi vai trò của bảo hiểm y tế trong việc đền bù những chi phí này, bởi đây là quyền lợi chính đáng của người được bảo hiểm y tế. Bà Lan phát biểu và nhấn mạnh, cả ba vấn đề nêu trên cần có câu trả lời chính thức. Virus tay chân miệng EV71 từng khiến 100 trẻ tử vong tái xuất ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, trước ghi nhận thành phố đã có ca tử vong vì dịch tay chân miệng, các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh tay chân miệng chủng virus độc lực mạnh có thể tái xuất năm nay. Bệnh nhi NVT, 2,5 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Dương, là một trong hai bệnh nhi nặng độ 3 đang điều trị tại khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.
Theo gia đình chia sẻ, bệnh nhi trước đó sốt và nổi nốt ban đỏ ở chân tay. Gia đình đã đưa đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng được bác sĩ cho về nhà, theo dõi tiếp tục và uống thuốc hạ sốt. Khoảng một ngày sau khi khám bệnh nhi sốt không hạ, cùng với những cơn ngủ giật mình đi kèm nên gia đình đã đưa bệnh nhi nhập viện. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được chẩn đoán lâm sàng mắc bệnh tay chân miệng nhưng đã chuyển nặng chỉ sau 2 ngày bắt đầu có triệu chứng bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Hạnh Đan, khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhi T là một trong hai bệnh nhi nặng của khoa, bệnh nhi nặng còn lại học chung lớp với T. Được biết lúc nhập viện, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng nặng. Qua xét nghiệm thấy cả hai bệnh nhi này đã mắc chủng enterovirus, đây là chủng virus có độc lực cao. Cũng theo các bác sĩ, mỗi năm dịch bệnh tay chân miệng bùng phát sẽ có những chủng virus khác nhau lưu hành. Tuy nhiên đối với chủng EV71 có tính độc lực cao, bệnh nhân dễ chuyển biến nặng như suy hô hấp, suy tim, ảnh hưởng đến não. Chủng EV71 mỗi lần xuất hiện sẽ khiến trẻ dễ ảnh hưởng đến chức năng sinh tồn, hô hấp, phủ phổi, tỷ lệ tử vong rất nhanh. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay thấp hơn 1.670 ca, bằng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên với việc xuất hiện chủng EV71 sẽ khiến cho tình hình đang lo ngại hơn. Hiện tại các bệnh viện thành phố đều thực hiện được các xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế thì chẩn đoán dựa vào lâm sàng, chỉ xét nghiệm tìm tác nhân đối với các trường hợp bệnh nặng để phân biệt với các bệnh lý khác và nghiên cứu dịch tễ. Quan trọng hơn trong công tác điều trị là phát hiện sớm các dấu hiệu nặng để kịp thời nhập viện và điều trị theo phác đồ. Sở Y tế đã thành lập tổ chuyên gia hỗ trợ hội chẩn các trường hợp bệnh nặng và tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận huyện về công tác phòng chống dịch tay chân miệng. Hiện tại các bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố đã sẵn sàng các trang thiết bị hồi sức các trường hợp nặng như lọc máu, ECMO và sẵn sàng thuốc điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên để chủ động hơn trong ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị, nhất là hai loại thuốc Phenobarbital truyền tĩnh mạch, Gamma Globulin truyền tĩnh mạch. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo SCDC kích hoạt các đội phản ứng nhanh cùng tất cả các trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức khởi động ngay các hoạt động phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn, nhất là tại các hộ gia đình và các trường học. Bắt phóng viên tạp chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Bình. Kính thưa quý vị, sau khi phát hiện sai phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Quảng Bình, Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung tìm gặp chủ cơ sở này xuất trình thẻ nhà báo, cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa số tiền khoảng 40 đến 50 triệu đồng để được bỏ qua. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn, sinh năm 1996, trú tại khối phố 10, An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là phóng viên của một tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo, và Trần Thị Nhung, sinh năm 1988, trú tại TDP 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới về tội danh cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, điều 170, Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện dấu hiệu một số phóng viên, cộng tác viên báo chí có hành vi nhũng nhiễu, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ quan doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai các biện pháp xác minh, phòng PA03 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ và phối hợp với công an các địa phương, đơn vị liên quan lập án đấu tranh. Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, sau khi phát hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sai phạm, Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung đã tìm gặp các chủ cơ sở này, xuất trình thẻ nhà báo, khoe có nhiều mối quan hệ rộng, cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho Toàn số tiền khoảng 40 đến 50 triệu đồng để Toàn bỏ qua mọi chuyện. Nếu không chịu đưa tiền, Toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho cơ sở này buộc phải đóng cửa và dừng hoạt động. Sau một số lần trực tiếp gặp gỡ, đe dọa, vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, Lê Toàn đã điện thoại và yêu cầu anh LCH, chủ của một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch, phải vào thành phố Đồng Hới để đưa tiền cho Toàn, nếu không sẽ viết bài, đăng báo. Lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày, anh H đã trực tiếp vào gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố Đồng Hới. Nắm được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng PA03 công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố Đồng Hới triệu tập đấu tranh Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung về hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh H với số tiền 30 triệu đồng. Hiện các đơn vị công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.